Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là bản tin: gia đình Khánh Thi và Phan Hiển nhí nhố với kiểu tóc mới. Trong những ngày nghỉ lễ, Khánh Thi và Phan Hiển dành thời gian cho con trai Kubi. Gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã cùng nhau chụp ảnh với kiểu tóc mới. Thời gian gần đây, Khánh Thi và Phan Hiển đều bận rộn với công việc của mình. Đặc biệt, cả hai dành nhiều thời gian cho cuộc thi Khánh Thi Open Dance Sport Championship. Tuy nhiên, Khánh Thi đã có một ngày trọn vẹn cho con trai Kubi. Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ hình ảnh của gia đình cô với style tóc mới. Sự nhí nhảnh của gia đình Khánh Thi và Phan Hiển khiến fan thích thú. Đặc biệt là biểu cảm siêu đáng yêu của Kubi. Hầu hết mọi người đều khen Kubi đáng yêu quá, cưng Kubi quá. Gia đình Khánh Thi và Phan Hiển với style tóc mới. Vẻ đáng yêu của Kubi khiến fan thích thú. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!